Nguyên nhân đoạn đường Hồ Chí Minh sụp lún nhìn thấy rõ, khu vực tỉnh bị sụp lún. Theo ghi nhận mới đây, một đoạn đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông bất ngờ sụp lún, xuất hiện vết nứt kéo dài. Trưa ngày 2 tháng 8, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành bị sụp lún, nứt kéo dài, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông. Nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố đã họp với Sở Giao thông Vận tải, Công an và đến kiểm tra trực tiếp để đánh giá mức độ sụp lún, an toàn nhằm đưa ra giải pháp khắc phục. Khu vực sụp lún đang được các đơn vị chức năng phân luồng giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi. Hiện, lực lượng chức năng đã giăng dây chắn, cảnh báo hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực này. Đồng thời, khẩn trương di dời 16 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Nguyên nhân sự cố trên được cho là do tác động của mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Gia Nghĩa khiến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua trung tâm thành phố Gia Nghĩa xuất hiện sụp lún, có vết nứt kéo dài phía bên bờ hồ Đại La. Cùng với đó, có dấu hiệu sạt lở cả quả đồi về phía ta luy âm. Thời điểm này, những xe có trọng tải lớn chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và ngược lại sẽ đi theo hướng đường tránh thành phố Gia Nghĩa từ cầu Đắk ERT, phường Nghĩa Phú, qua xã Đắk Eremoan về phường Quảng Thành.